Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều thị trường du khách quốc tế truyền thống của Đà Nẵng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn trong ngắn hạn do ảnh hưởng dịch bệnh, thị trường Ấn Độ được đánh giá là một trong những giải pháp thay thế rất tốt của du lịch Đà Nẵng trong những tháng cuối năm 2022, cũng như là những năm tiếp theo. Với nhiều lợi thế nổi bật, Đà Nẵng tự tin có thể thu hút khách Ấn Độ cũng như đảm bảo điều kiện phục vụ dòng khách này. Hội Lữ hành thành phố cho biết Đà Nẵng có lợi thế về điểm đến và chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng tốt để thu hút khách Ấn Độ. Hầu hết các công ty lữ hành đã hoạt động trở lại, sẵn sàng các điều kiện, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ dòng khách này trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đã có cái nguồn nhân lực là các cái thị trường như là trước đây, như là thị trường Trung Quốc hoặc là Nhật Bản hoặc là Đài Loan. Thì chúng tôi cũng đã có cái nguồn nhân lực rất là tốt rồi và chuẩn bị là kết nối với các cái đơn vị lữ hành của Ấn Độ, thì bên các nước bạn cũng đã có cái tín hiệu rất là tốt. Thời gian qua, Furama Resort Đà Nẵng đã đón tiếp một số đoàn khách gia đình hay cặp đôi là người Ấn Độ đến lưu trú, nghỉ dưỡng. Đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị đón tiếp khách trong thời gian tới. Đơn vị này cũng kỳ vọng thị trường khách Ấn Độ sẽ bù đắp cho các thị trường khách quốc tế khác vẫn chưa phục hồi trong giai đoạn hiện nay do dịch bệnh như Trung Quốc. Sau khi Vietjet đã công bố các đường bay từ 5 điểm đến tại Ấn Độ sang thành phố Đà Nẵng từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm nay, thì chúng tôi bắt đầu có những lượng booking của khách lẻ, khách du lịch Ấn Độ tới Furama Resort Đà Nẵng. Chúng tôi cũng có một số yêu cầu khách MICE cho các chặng từ tháng 12 trở đi, và đặc biệt là có một số đám cưới đã được gửi đến cho chúng tôi vào năm 2023. Bên cạnh đó, đơn vị này cho biết đã chuẩn bị các tiềm lực về con người cũng như cơ sở vật chất để đón khách Ấn Độ, như tuyển dụng giám đốc kinh doanh tiếp thị người Ấn Độ để nắm bắt về thị hiếu, nhu cầu cũng như cách du lịch của người Ấn Độ, đặc biệt là tuyển đầu bếp Ấn Độ với 20 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều khách sạn khác nhau trên thế giới, đáp ứng phục vụ khách theo tiêu chuẩn. Người Ấn Độ thì có ẩm thực khác so với nhiều người. Để phục vụ dòng khách này đến ăn uống tại Furama, tôi đã chuẩn bị các menu mới để phục vụ khách lẻ và khách đoàn, phát triển các công thức mới cho các món khai vị, món chính và tráng miệng. Vì khách Ấn Độ hầu hết không ăn thịt bò, nên tôi cũng chuẩn bị nhiều món cà ri, cừu chay và gà. Trong thời gian qua, Đà Nẵng đã tập trung triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, truyền thông quảng bá cho thị trường Ấn Độ. Từ tháng 10 năm 2022 tới đây, việc mở hai đường bay thẳng đầu tiên từ hai thành phố lớn của Ấn Độ là Mumbai và New Delhi đến Đà Nẵng của hãng hàng không Vietjet Air sẽ là tiền đề thuận lợi để trao đổi kết nối nguồn khách giữa các điểm đến. Đặc biệt, năm 2022 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ, năm 1972, năm 2022. Đây sẽ là thời điểm rất phù hợp để thành phố triển khai khai thác thị trường khách này. Chúng ta đã chuẩn bị cái hệ sinh thái sản phẩm khá tốt cho Ấn Độ. Trong đó là có các khách sạn phục vụ cho Ấn Độ, các nhà hàng, mở rộng thêm, tìm những nhà đầu tư cho cái hệ thống nhà hàng Ấn Độ. Chúng ta có các dịch vụ vui chơi giải trí, chúng ta có hệ sinh thái sản phẩm rất tốt. Và rất nhiều khách Ấn Độ thì đánh giá Đà Nẵng là sản phẩm phù hợp tiếp theo cho thị trường Ấn Độ. Để tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm khai thác và thu hút các thị trường khách Ấn Độ đến Đà Nẵng, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng các sản phẩm đặc trưng cho thị trường này, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ du lịch cao cấp, trong đó có sản phẩm du lịch cưới, du lịch nghỉ dưỡng, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của du khách Ấn Độ.